Rất tốt. Đây là Đoàn Tô dứt điểm. Không vào, vẫn không vào. Bóng đập đúng cột hai lần. Rất tiếc cho Việt Phương Đồng. Lại tình huống dứt điểm của Đoàn Tô, bóng đã đập cột dọc, đập vào. Đoàn Tô dứt điểm, rất nguy hiểm, bóng đập đúng sang ngang. Đó là sở trường của Đoàn Tô. Thắng bộ đội. Dứt điểm. Một pha chuyền bóng vào trong của thắng bộ đội. Cối không vào, rất đáng tiếc. Pha dứt điểm của Khổng Minh ra vào. Không phải, đó là Đồng Vân. Cối, tỷ số là 2-0 dành cho Việt Phương Đồng. Một pha phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ áo xanh. Người ghi bàn đó là Đồng Vân Đoàn. Pha chuyển bóng là của Hữu Thắng. Bỏ lỡ cơ hội đầu tiên của trận đấu này. Đoàn Tô! Đạt Trị vừa bỏ lỡ cơ hội thì đến lượt Đoàn Tô cũng lại bỏ lỡ cơ hội từ một vị trí tương tự như vậy. Các cầu thủ đã cố tình dứt điểm một cách quá hiểm hóc. Ở pha bóng này bóng cũng đã sạt xà. Hoàn toàn có thể lựa chọn những pha dứt điểm dễ hơn. Cú sút thứ bao nhiêu của Việt Phương Đồng trong trận đấu này. Nhưng chưa một cú đá nào đi trúng đích. Bây giờ thì có đá trúng đích nhưng vẫn không thành bàn thắng. Và tiếp tục là đá có bàn thắng cho Việt Phương Đồng. Lối chơi của Việt Phương Đồng vẫn là như vậy, sút và sút và sút. Nhịp đầu tiên thôi. Là hãy cùng xem lại pha bóng này. Và ở pha bóng sau đó, Đoàn Tô đã có mặt đúng lúc đúng chỗ và thực hiện cú đá bồi vô cùng hiểm hóc. 1-0 cho Việt Phương Đồng. Và người ghi bàn là Đoàn Tô. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại cú đá như bố bổ bằng chân trái của Long Thổ. Rất tốt. Đoàn Tô dứt điểm. Không vào. Đã có khoảng trống trước mặt nhưng Đoàn Tô đã dứt điểm, không phải cái chân thuận của anh. Tình huống nhả bóng rất tốt của Hồng Huy. Có vẻ như Đoàn Tô đã hơi vợ trong tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy bây giờ thì mọi thứ lại rất cân bằng. Dứt điểm. Không được. Lần này thì đến pha từ tài thủ môn Hải Móm ở góc hẹp của Đoàn Tô. Và dứt điểm rất. Số 25 Phạm Văn Mậu. Một tình huống rất nguy hiểm. Như vậy đã có bàn thắng từ rất sớm ở những giây thi đấu đầu tiên. Như vậy đã có tình huống đốt lưới nhà của mang áo số 33, đó là Ân Tới. Tình huống căng ngang của Đồng Văn Đoàn, bóng đến chân của Ân Tới và bay vào cột. Bất ngờ có vẻ đối không thể. Đoàn Tô dứt điểm, không được. Tình huống dứt điểm không phải cái chân thuận của Đoàn Tô. Bàn công cho Việt Phương Đồng. Sút xa, rất nguy hiểm, một tình huống sút xa sở trường của Đoàn Tô.